Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt mỗi một ngày của chúng ta được phát hình và phát thanh trên Facebook trực tiếp và sau đó được phát lại trên YouTube. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas là chương trình live trực tiếp ở trên Facebook. Và quý vị, trong cái đề tài thảo luận ngày hôm nay có lẽ liên quan tới cái quyết định ngày hôm qua của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Trong đó là trả tự do cho bốn cô chiêu đại viên đã mang chất cấm vào Việt Nam trên 10 kg và công an cho rằng thiếu những cái bằng chứng hình sự để mà bắt giữ những cô này. Và sau khi mà phía công an đưa ra cái thông báo này đã gây ra một cái phản ứng rất lớn cho tất cả người dân trong Việt Nam từ bờ, từ trong Việt Nam ra tới hải ngoại và tất cả các giới đều lên tiếng chửi thề. Tôi dùng chữ chửi, chửi thề quý vị là bởi vì họ không tưởng tượng được rằng công an bựa tới mức như vậy. Ok quý vị để nói về cái vấn đề này và cho quý vị thấy rõ ràng cả một số những người cũng đã đặt câu hỏi và đặc biệt là cái đám dư luận viên mà đi bà lên luôn lên tiếng binh vực công an thì quý vị để chúng ta tìm hiểu vấn đề này một cách rõ ràng hơn thì đám dư luận viên nói rằng nếu như mà muốn đè vụ này xuống thì công an đâu cần đăng báo cũng đâu cần bắt giữ bốn cô này giải quyết nội bộ là xong rồi thì cái này là rõ ràng công an có làm việc nhưng mà tại vì thiếu bằng chứng hình sự thật sự. Thì quý vị, đây là cách giải thích của những tên dư luận viên binh vực cho công an. Thì quý vị, để mà phân tích cái vụ này thì tôi có thể nói rõ ràng với quý vị, ngày hôm trước tôi đã nói về cái cái dựa trên câu chuyện này, tôi nói về cái tệ nạn mà hàng sách tay là một trong những cái mối làm ăn của các chiêu đại viên và một số phi công của Việt Nam làm việc bay qua nước ngoài là họ kim thêm cái nghề gọi là và shipping <laughs> gọi là shipper cũng được nữa tức là hàng sách tay và họ cấu kết với lại hải quan thì tôi cái đó là tôi đã có cái bài phân tích đó rồi hôm nay tôi làm cái bài phân tích liên quan tới bốn cô này và cái sự phân biệt đối xử của công an đối với những thành phần trong xã hội ở tại Việt Nam và đây được xem là một trong những cái bài phân tích của tôi ok quý vị dư luận viên đưa ra nói ủa nếu như mà công an muốn đè vụ này xuống thì đâu cần bắt giữ và đâu cần đăng báo đâu đúng không dân chúng đâu có biết nếu không bắt giữ không đăng báo và giải quyết nội bộ thì dân chúng đâu có biết rõ ràng là công an có thái độ gọi là công tư lắm phân minh lắm cho nên mới bắt giữ và cho báo chí đăng ok quý vị để trả lời câu hỏi này của đám dư luận viên tôi có thể nói với quý vị hôm trước và trên các livestream tôi nói rồi người báo cho phía công an phía việt nam để bắt giữ bốn câu này không ai xa lạ hết quý vị chính là cục hải quan của nước pháp chứ không phải là người nào hết do đó mà cộng sản việt nam lại là thành viên nằm trong tổ chức interpol tức là cảnh sát quốc tế do đó họ phải tuân thủ tất cả những quy tắc của cảnh sát quốc tế văn phòng cảnh sát quốc tế được đặt tại nước pháp mà quý vị do đó khi mà họ nhận được cái tin báo là họ phải chặn các cô này lại và bắt giữ Tại vì nếu không làm thì có nghĩa là Cộng sản Việt Nam vi phạm vào cái quy tắc của Văn phòng Cảnh sát Quốc tế. Rồi quý vị, câu hỏi thứ nhất tôi đặt ra là tôi trả lời cho quý vị nghe, lý do tại sao công an phải bắt giữ là bởi vì họ ở thế không thể không bắt. Nếu như họ không bắt giữ bốn cô này thì coi như họ vi phạm vào cái thỏa ước nằm trong cái Văn phòng Cảnh sát Quốc tế tức là Interpol. Do đó họ bắt buộc phải bắt giữ đó là điều thứ nhất để giải thích cho quý vị hay điều thứ hai quý vị tại sao cái chuyến hàng của các cô này thoát được hải quan của pháp để rồi bắt ở việt nam không lẽ hải quan của pháp mù mắt hết hả cái hệ thống mà chó xăng già những chất cấm ở phi trường của uh, Gaulle của pháp á, là coi như là bị bịt mũi hết rồi hả quý vị tại sao những cái này nó lại lọt qua cửa hải quan của pháp và đây không phải là lần đầu tiên các cô này vận chuyển quý vị. Người Pháp họ đã biết các cô này lén vận chuyển và cái lần cuối cùng để họ xác nhận và họ để đánh mạnh nhất là lần cuối cùng này. Do đó, họ vẫn để cho cái thùng hàng sách tay của các cô qua khỏi cái sự kiểm tra này. Tại vì quý vị, những người chiêu đãi viên hàng không và phi công đó, họ được một cái hệ thống kiểm tra riêng ở phi trường không cần đứng xếp hàng với hành khách đi máy bay. Họ được kiểm tra riêng. Thì quý vị, cái phần kiểm tra riêng này đó quý vị, là nó rất là sao đắc, nó dành cho các phi công và chiêu đại viên nước ngoài. Do đó, làm sao mà qua được đây quý vị? Khi mà cái hành lý của họ đi ngang máy ra và có chó ngửi tất cả những cái chất cấm này rõ ràng là phía hải quan của Pháp đã cố tình cho họ đi qua để rồi á, báo cho phía Việt Nam biết. Thứ nhất là họ tôi nói quý vị, thứ nhất là họ tránh phiền phức về vấn đề ngoại giao. Nếu họ bắt giữ công dân của Việt Nam tại Pháp thì nó sẽ có những cái phiền phức về mặt ngoại giao. Do đó, họ quyết định để cho phía Việt Nam tự xử bằng cách là họ cho những cái thùng hàng này được trôi là trót lọt qua qua cái cổng uh, xét ở phi trường rồi sau đó quý vị họ thông báo chính thức cho công an cộng sản việt nam biết về cái tình trạng này mà họ không bắt tại phi trường của pháp đó là điều thứ nhất điều thứ hai quý vị đối với cộng đồng quốc tế những cái loại chất cấm này được xem là chất cấm mà thì uh, nếu mà quý vị đứng ở cái cương vị của một uh, sĩ quan điều tra hay là một thành viên của hải quan đó thì hoặc là công tố viên đó quý vị quý vị luôn muốn kết án nặng nhất đối với những cái tội này ở pháp quý vị án nặng nhất dành cho những cái tội này là cùng lắm là vài chục năm tù thôi không có án tử hình nhưng ở tại việt nam trên 600 trăm gram là án tử hình do đó họ đẩy các cô này vào cái thế là coi như là phải chịu đựng cái luật của Việt Nam tại vì các cổ bị bắt tại Việt Nam. Do đó quý vị, nhiều người nói rằng là đám dư luận viên lên giải thích kiểu này thì họ nói rằng là công an đâu cần bắt đâu, giải quyết nội bộ xong rồi. Nô no, quý vị không giải quyết nội bộ được. Tại vì cái hiệp ước nằm trong Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, họ mà không bắt đó quý vị là phía pháp họ sẽ báo cho sở cảnh sát quốc tế có thể loại trừ việt nam ra khỏi cái danh sách của quốc, các quốc gia thành viên nếu họ không tuân thủ theo những cái hiệp ước và những cái ký kết ở trong cái văn phòng cảnh sát quốc tế do đó điều thứ nhất là tôi nói quý vị công an ở thế không thể không bắt thứ hai tại sao cái chuyến hàng này nó trót lọt qua khỏi hải quan của pháp thì quý vị do cái chủ ý của hải quan và lực lượng kiểm soát biên giới của nước Pháp họ cố tình. Họ cố tình cho qua để rồi được bị bắt ở Việt Nam. Đó là điều thứ nhất giải thích cho quý vị hiểu rõ về cái tình trạng này. Rồi bây giờ bước, bước qua cái câu trả lời thứ hai. Ủa nếu mà có bắt đi nữa đâu cần phải đăng cho báo chí đăng đâu. Để người dân biết tới. Họ cần quý vị. Tại vì họ cần một cái chính thức là chúng tôi đã có bắt và có báo chí đăng tải đầy đủ để họ nộp những cái chứng từ báo chí đó lên cho Sở Cảnh sát Quốc tế. Do đó, họ cần phải được đăng báo. Và họ muốn dùng cái vụ này để bắt đầu bắn một cái tiếng với những cái đường dây buôn hàng sách tay hay chất cấm là phải cẩn thận. Do đó, họ có nhu cầu đăng báo. Chứ không phải là họ muốn đè xuống là được họ phải đảm bảo để có một cái giấy tờ chứng từ là họ đã bắt giữ và được công khai cho công chúng biết để mà họ nộp lên cái văn phòng cảnh sát quốc tế. Để tránh tình trạng họ nghi ngờ là cộng sản Việt Nam tham nhũng, cố tình bắt ngầm rồi sẽ từ, sẽ xử theo kiểu khác. Do đó, quý vị về mặt diện là hai câu hỏi mà quý vị đặt ra, nhất là cái đám dư luận viên đó thì tôi có thể giải thích cho quý vị hiểu. Tôi có thể giải thích cho quý vị hiểu rõ cái tiến trình làm việc nó là như vậy và tại sao họ phải đăng báo. Rồi, bây giờ bước thứ ba. Quý vị, trước đó tôi đã báo cho quý vị biết là công an có thể thả mà. Là bởi vì xưa nay cái quy tắc luật bất thành văn ở trong Việt Nam tất cả báo chí không được quyền đăng lời của bị cáo nếu không được phép của công an. Tất cả những vụ bắt giữ về vi phạm luật pháp của Cộng sản đó từ tội hình sự cho tới tội kinh tế đó, ngoài trừ những đó là những đảng viên cấp cao đó thì họ phải đăng ra thôi, là theo lệnh của ban tuyên giáo thôi. Còn mà những cái trường hợp này đó các vị, đa số những người bị bắt về những cái tội về hình sự đó là họ không có một chữ nào trên mặt báo hết. Tất cả những cái tin tức trên mặt báo đều do công an cung cấp và đăng theo kiểu của công an. Các bị cáo không có cơ hội để mà à, giành được dư luận đâu công an kiểm soát dư luận bằng cách đó chỉ đăng tin là do công an cung cấp mà thôi lần này công an lại cố tình đăng cái bài thẩm vấn với bốn cô này rồi trong cái lời khai là quý vị đã thấy là tầm bậy tầm bạ hết trơn rồi quý vị thấy trong cái lời khai cái cổ khai đó rồi cái điều thứ hai là quý vị do đó nó, nó cố tình làm giảm đi cái hình ảnh xấu xa của bốn cô này để có cớ thả ra để có cớ để thả ra và quý vị thật sự thì ngày hôm qua nó thả thiệt là bởi vì trước đó nó đã đánh lên cái hình ảnh bốn cô này là được được thẩm vấn rồi cái nó tin vào lời khai của bốn cô này trong khi những tội phạm khác mà bình bị tình trạng tương tự nhưng không tại ở phi trường mà ở biên giới Lào Việt ở biên giới Campuchia Việt ở biên giới Trung Quốc Việt đó quý vị thì á những tên này á, khai sao công an cũng không tin hết nó vẫn bắt nó vẫn truy tố như thường và thậm chí đã từng có một nghệ sĩ chỉ vì ba viên ba viên thuốc lắc thôi đó bị kết án tù mấy năm rồi cái vị còn nhớ nghệ sĩ đó không tôi không muốn nói tên ra đây thì cái vị nhưng bốn cô này thì lại được chăm trước do đó báo chí cộng sản đã bắt đầu chơi cái màn dư luận giảm đi cái hình ảnh xấu cho bốn cô này trước khi công an thả. Đây là ý của công an. Ok. Vậy câu hỏi cuối cùng đặt ra trong cái vụ này. Tại sao bốn cô này được thả? Thứ nhất, nhiều người đặt câu hỏi về cái lai lịch của bốn cô được che giấu rất kín. Người ta cũng không biết bốn cô này là con cháu của quan chức nào. Tại vì cái nghề chiêu đãi viên hàng không hầu hết đều là con cháu của quan chức. Và điều thứ hai hầu hết chiêu đại viên hàng không đều có tấm thẻ đảng. đều có tấm thẻ đảng hết thì họ mới được làm cái nghề chiêu đại viên quý vị. rất hiếm trường hợp mà không phải đảng viên. Nếu mà những trường hợp mà không phải đảng viên á thì chỉ bay vòng vòng ở mấy cái nước xung quanh Việt Nam thôi. và là dân miền Nam thôi. Còn dân ở ngoài Bắc đó là hầu hết đều là đảng viên. Nó đã gia nhập đảng Viên Đảng Cộng sản từ năm nó học lớp 12 rồi. Trước khi nó bước vào ngưỡng của đại học, nó đã có thẻ đảng rồi quý vị. Do đó, bốn cô này câu hỏi đặt ra, nguồn gốc của mấy cổ là ai? Và mấy cổ có thẻ đảng hay không? Bởi vì nếu mấy cổ có thẻ đảng thì công an không bắt được. Không giữ được cái nghị cái quy định của Đảng Cộng sản là cho tới khi nào bốn cô này bị trục xuất ra khỏi đảng thì lúc đó công an mới được phép bắt còn ngày nào còn nắm cái thẻ đảng thì công an không được phép đụng tới do đó họ phải thả bốn cô này ra họ phải thả bốn cô này ra để mà à, làm đúng theo cái trình tự nghị định của đảng cộng sản thông tư nghị định của đảng cộng sản thì như tôi đã nói quý vị họ đặt đảng ngồi xổm lên pháp luật mà chỉ cần quý vị có thẻ đảng là quý vị có tấm kim bài miễn tử nếu từ ngày nào cái tấm kim bài miễn tử này bị tước đi thì mới đứng ra chịu trước luật pháp còn đảng không có chịu trước luật pháp đảng viên không có chịu trách nhiệm gì trước luật pháp của cộng sản hết luật đó chỉ áp dụng cho dân thôi không áp dụng cho đảng do đó câu hỏi đặt ra là bốn cô này thân thế lai lịch như thế nào không ai biết thứ hai các cổ có thể đảng hay không ok quý vị đó là điều mà kế tiếp mà chúng ta phải đặt câu hỏi liên quan tới cái lối làm việc của công an. Và kế tiếp là ai là người đưa hàng cho các cổ? Và người nhận tại Việt Nam là ai? Cũng không đăng luôn. Các bạn thấy chưa? Cái cổ nói, mấy cổ nói là mấy cổ chuyển hàng giùm người khác, hàng sắt tay mà. Và mấy cổ nói là mấy cổ không biết gì hết. Và không không biết cái đó, ở trong đó là cái gì hết. Vậy thì người nhận ở Việt Nam là ai? Báo chí cũ Cộng sản có đăng không quý vị? Có đăng cái người nhận lại không? Không có luôn. Nó chỉ tập trung vào bốn cô này với cái hình ảnh đẹp rực rỡ thôi. Để nó tìm cách giải độc ra. Và quý vị, đó là cái mà tôi nói quý vị là cho tới giờ phút này nó thiếu minh bạch nhiều thứ lắm. Do đó, tại sao phản ứng của người dân trong 24 giờ đồng hồ vừa qua gần như là họ bất mãn họ chửi thề thậm chí còn có một vài người ở trong việt nam đòi kích động biểu tình để yêu cầu bắt giữ bốn cô này nữa và xử án một cách công khai cho mọi người thấy nữa thì công an đưa nhân vật ra cải chính là nói là trình tỏ nếu mà nói theo cái kiểu của cái ông công an mạnh hà này đó quý vị thì những kẻ bị bắt vận chuyển chất cấm ở các đường biên giới nó cũng nói ủa người ta bỏ lên xe tôi thôi tôi đâu có biết đó là cái gì đâu Tại sao nó vẫn bắt giữ và truy tố? Trong khi bốn cô này thì nó thả ra. Bốn cô này thì nó thả ra, còn những kẻ mà chuyên chở chất cấm qua biên giới đó thì quý vị, nó cũng có khai nó cũng khai vậy tại sao công an không tin mà bốn cô này khai công an lại tin. Thì cái tên công an này nó không lẽ bây giờ cái thằng đó nó chở cái chất cấm ở trong xe rồi mình đi bắt chủ xe. Yes ở bên mỹ là như vậy ở bên mỹ no matter what cái đó nằm trong xe của người nào người đó chịu trách nhiệm và phải bị bắt và chuyện này đã xảy ra ở nhiều phi trường các quốc gia khác rồi quý vị nhớ ở malaysia đã bị indonesia bị úc cũng đã bị không cần biết anh sách dùm ai hay kiểu nào nhưng anh là người đã đem là anh là người chịu trách nhiệm cho cái gói hành lý này thì anh phải bị bắt và bị truy tố trước. Còn cái vấn đề mà sau này luật sư anh giải thích kiểu nào đó là chuyện của tòa án. Rất là rõ ràng quý vị. Ở ngoại quốc nó là như vậy. Chứ không có kiểu đưa ra ủa, rồi cái một người khách lên xe taxi, rồi cái người khách đó mang chất cấm lên không lẽ bắt luôn taxi. Yes, bắt luôn. Rồi sau đó người ta mới xét Ô ông taxi ông nói tôi là người lái taxi thôi Tôi đâu có biết người khách đó mang cái gì Thì tùy theo cái mức độ khả tính Tại vì cũng có nhiều taxi Đóng vai trò làm shipper kiểu này lắm Do đó Họ phải bắt giữ, họ phải truy tố Cho tới khi Mà họ chứng minh được là Ô tôi chưa bao giờ gặp ông này hết tôi chưa Những cái đó mới bắt đầu có vấn đề nhưng mà trước tiên hết là cái người tài xế taxi phải chịu trách nhiệm đã. Tại vì cái đồ cấm đó nằm trên chiếc xe của ổng. Bất kể người đó mang lên hay gửi, thì ổng phải là người chịu trách nhiệm đã. Tên công an này giải thích không thuyết phục. Không thuyết phục được, coi bởi vì tại sao người dân trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, từ ở trong nước ra tới hải ngoại, và từ ở những cái người làm neo bình thường, cho tới giới nghệ sĩ, đều gặp mặt là chửi thề liền gặp mặt họ chửi thề cái vụ này liền khi mà họ nghe tin được thả ra đó quý vị là quý vị thấy cái phản ứng của dân chúng ở khắp ở việt nam ra tới hải ngoại họ phản ứng tại vì họ thấy cái sự trắng trợn thô bỉ lấp liếm của công an cho nên họ chửi thề và quý vị nó đang khéo lắm nó chỉ đăng cái phần đó thôi nó cũng không đăng lại cái phần mà ủa vậy thì các cổ khai là các cổ nhận hàng của ai ở bên pháp rồi các cổ về tới việt nam các cổ phải giao hàng đó cho ai cũng mất tiếp cũng không ai biết luôn tại vì công an nó có nhiệm vụ là nó cần phải tìm cách trả tự do cho các cô này giống như tôi đã nói một là các cô thuộc dạng con ông cháu cha hai là các cô có thẻ đảng mà tôi nghĩ rằng cái phần nhiều nhất là cái thẻ đảng con ông cháu cha thì tôi không biết lai lịch có mấy cô này nhưng mà để được làm chiêu đại viên bay qua tới Âu châu, Mỹ những nước này đó, cái vị phải có thẻ đảng viên. Rất hiếm có trường hợp không có thẻ đảng. Rất hiếm nha. Mà được làm ở trong cái nghề chiêu đại viên và bay vào những cái quốc gia được xem là lớn như Âu châu hay là Mỹ. Do đó quý vị, cái kết kết luận của tôi là gì? Cái kết luận của tôi là cái thẻ đảng nhiều hơn. Bởi vì cái quy tắc của cộng sản không thể bắt giữ khi người đó là đảng viên. Chỉ được quyền bắt giữ và truy tố sau khi bị trục xuất khỏi đảng thôi. Và quý vị, đó là điều mà tôi giải thích cho quý vị. Rồi, bây giờ mình đặt tới cái vấn đề. Mình đặt tới cái vấn đề này đi quý vị. Ở thế của bốn cô này. Ở cái thế bốn cô này, mấy cổ đang nắm cán. Chứ không phải nắm lưỡi. Lý do là bởi vì trên nguyên tắc theo luật của Cộng sản Việt Nam mang chất cấm ở cái mức độ cao như vậy đó là án tử hình. Thì nếu mà án tử hình đưa ra với bốn cô này đó thì các cổ nothing to lose các cổ đã không còn gì để mất rồi, bây giờ cả sinh mạng cũng phải chịu án tử hình rồi. Thì lúc đó các cổ sẽ khui hết làm ăn với hải quan ra sao, đường dây buôn uh, gọi là hàng sách tay như thế nào, rồi uh, công an đã được ăn chịu ra sao. Mấy cổ sẽ khui hết ra mấy cổ sẽ khui hết tất cả mọi thứ ra lúc đó quý vị nó còn tài le hơn nữa tại vì nếu mà quyết định kết án và truy tố thì bốn con này sẽ khó thoát được án tử hình khó thoát được án tử hình lắm do đó áp lực của bộ ngoại giao áp lực của cục hải quan thì công an phải tìm cách trả tự do cho mấy con này no matter what tức là phải tìm bất kỳ cái lý do nào đó để thả bốn cổ ra cho bốn cổ yên tâm là mình sẽ không bị truy tố, mình sẽ không bị kết án. Để mấy cổ im miệng, đừng có khui ra. Và khi mà thả ra rồi, ở bên ngoài chuyện gì xảy ra cho mấy cổ không ai biết. Nhiều khi tự nhiên ngày ngày mai ngày mốt tự nhiên cứ bị nghe nói là hối hận rồi nhảy cầu tự tử hay là nhảy lầu tự tử hay là thắt cổ tự tử. Thì chúng ta không biết được. Có thể chuyện này xảy ra đó có thể chuyện này xảy ra đó tức là bốn cô sẽ tự nhiên ngày hôm sau là vì hối hận những cái hành vi của mình và không kiểm soát được bản thân cho nên đã có hành động đi tới quyên sinh quý vị bất kỳ một cái kịch bản nào nó cũng xảy ra được trong mấy ngày tới hết nhất là khi phản ứng của công chúng rất là mạnh phản ứng của dân chúng cả trong nước lẫn ngoài nước họ bất mãn vô cùng bởi vì cái lối làm việc của công an gần như là lấp liếm và bày tỏ quyền lực. Tức là họ muốn phô trương quyền lực của họ ra, chứ không phải thuyết phục. Và bây giờ nếu những Facebooker, những YouTuber hay là những TikToker nào chỉ cần nhắc tới bốn cô này là có thể sẽ bị công an mời làm việc đó. Tại vì họ muốn đè vụ này xuống. Bây giờ bất kỳ một Facebooker nào, một YouTuber nào hay là một TikToker nào mà nhắc nhở tới chuyện của bốn cô này á mà theo chiều hướng đặt những câu hỏi mà tôi vừa nói đó quý vị là lập tức công an mời lên làm việc ngay gửi giấy cảnh báo ngay chuyện này tôi bây đừng có sen vô nữa nếu tụi bay muốn kiếm ăn bằng nghề YouTube, bằng nghề Facebook hay bằng nghề TikToker, tụi bay lấy bài đó xuống. Còn nếu không á, chuyện gì sẽ ra tụi tao không biết à. Quý vị, cái bước kế tiếp là gì? Đánh dẹp tất cả những YouTuber. Thì quý vị thấy bảo thanh niên đăng rồi đó. Là có những chiêu đẩy viên hàng không bị lôi hình ảnh xấu lên thì quý vị thấy là gì thứ nhất là nó thấy cái câu chuyện ngoài tầm tay rồi dư luận bắt đầu đánh giá khác rồi tức là đám cái đám truyền thông báo chí trong nước không đủ sức thuyết phục quần chúng rồi bởi vì cái vụ này nó lấp liếm một cách trắng trợn quá rồi và thứ hai là bây giờ cách hay nhất là bịt miệng thì những youtuber hay là những cái uh, youtuber hay là những tiktoker hay là những uh, youtuber đó quý vị là nó phải bịt miệng mấy thằng này lại nó phải bịt miệng mấy thằng này lại không để cho câu chuyện nó phát tán theo cái chiều hướng không thể kiểm soát được thì vài bữa nữa quý vị sẽ nghe thấy một vài tay bị bắt hay là bị uh, phạt vạ vì đưa tin xuyên tạc không chính xác sai lạc vân vân nó sẽ mời lên nó phạt vạ quý vị đó chỉ là cái bước đầu tiên thôi bước thứ hai là nó tìm cách nó cô lập luôn và tay đó khỏi kiếm tiền luôn thì cái vậy đây chính là cách của công an làm thì tôi giải thích cho quý vị tại sao bắt và tại sao thả và cái sự bất mãn của quần chúng công an chả quan tâm bởi vì trách nhiệm của công an nó là bảo vệ cho chế độ cai trị và bảo vệ cho tất cả các đảng viên chứ không phải là để bảo vệ cho người dân gìn giữ pháp luật như vậy, vai trò công an rất rõ ràng. That's why mà ở bên ngoài người ta gọi cái ở Việt Nam là chế độ công an trị. Công an trị đảng trị chứ người ta chưa bao giờ gọi đó là cái xã hội pháp trị cả. Tại vì nó đạp lên luật pháp bây giờ nè, đó quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ cũng một trường hợp như vậy, một cái tay vận chuyển từ ở biên giới Lào, từ ở biên giới Campuchia, từ ở biên giới Trung Quốc qua thì quý vị nghĩ những tay này sẽ được thả giống như bốn cô đó không? Hay là nó bị bắt rồi nó bị truy tố và chuẩn bị lãnh án tử hình. Câu chuyện này quý vị, nhìn vào cái câu chuyện này, quý vị mới thấy rõ là những gì chúng tôi nói bên ngoài. Trách nhiệm của công an là bảo vệ cái sự tồn vong của chế độ cai trị chứ không phải là đứng ra bảo vệ an ninh cho quý vị đâu. Hay là bảo đảm an ninh trật tự à, Cho quý vị đâu Họ không có trách nhiệm đó Trách nhiệm của họ là bảo vệ cho Cái chế độ cai trị Và những thành phần trong chế độ cai trị đó Kể cả đảng viên Đó là lý do tại sao mà Họ phải thả mấy cổ Thả cái liền tại chỗ luôn quý vị Mới bắt xong là thả liền luôn Trong khi đó, Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc Tội 331 đó, nó giam xong Nó gia hạn thêm mấy tháng nữa Rồi tịnh thất bồng lai đó nó cáo buộc, nó truy tố, nó giam cho tới giờ luôn Còn bốn con này nó thả liền tại chỗ luôn đó quý vị Tôi đã nói là Nhiều người đặt ra câu hỏi về lai lịch của cái cá cổ Nhưng mà tôi thì tôi nhìn ở cái góc khác Tôi nhìn ở góc khác Tôi nhìn ở cái góc là thẻ đảng nhiều hơn Chứ không phải là con ông này con bà kia Có thể luôn Con ông này bà kia đó Nhưng mà con cái của mấy ông bà này đều có thể đảng hết mấy ông bà phải bảo vệ cho con cái ông bà trước lỡ mai mốt nó gây quả thì sao cho nên là ông này bà kia các quan chức á, là đẩy con mình kết nạp đảng trước để có cái kim bài miễn tử rồi sau này mày muốn quậy mày quậy đi có cái kim bài này rồi không lo trừ khi mày làm quá mức người ta tước cái kim bài này mày đáng mày chịu do đó dù nó là con ông cháu cha thì nó cũng có thể đảng cho nên không cần ba má nó can thiệp đâu cái thẻ kim bài miễn tử này là đủ cho công an không thể đụng tới được rồi phải thả ngay lập tức luôn ok quý vị đó là cái bài phân tích của tôi trong cái chương trình thảo luận ngày hôm nay để mà cho quý vị thấy tại sao họ bắt và tại sao phải đăng báo rồi tại sao phải thả thì quý vị tôi giải thích rất rõ ràng họ ở thế không bắt không được và không đăng báo không được tại vì nếu như mà họ làm cái kiểu mà âm thầm này nọ đó quý vị thì bên cái văn phòng cảnh sát quốc tế họ sẽ phao một cái complaint Họ nói rằng chính quyền của Cộng sản Việt Nam đã bất hợp tác trong việc chống lại những cái chất cấm trên toàn cầu Và thông đồng để mà bảo kê cho cái đường dây buôn chất cấm nữa Thì lúc đó quý vị, thân phận của Việt Nam còn bèo bọt hơn nữa Do đó họ ở thế phải bắt, phải đăng báo Và bây giờ kìm cách gỡ tội thả tự do và đăng cái lời khai của mấy cô này để lấy cảm tình với lại dư luận bên ngoài. Nhưng tất cả đều thất bại. Phản ứng của dân chúng ở trong Việt Nam nó rất gây gắt, kể cả ở hải ngoại luôn. Thậm chí có những người đòi biểu tình để mà buộc các cô này phải vô tù và bị truy tố. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!